Một con xe số tự động các bạn ạ. Nó sản xuất năm 2010, đăng ký lăn bánh năm 2011, số tự động này các bạn này. Đó, số tự động này. Điều hòa auto nhá. Đó, có xế ghế này các bạn này. Đó, ghế hai ghế trước xế ghế này. Được chưa? Có màn hình này, độ lên màn hình rất đẹp này. Đó, vừa khít này, nó rất là đẹp luôn nhá các bạn nhá, cái mặt dưỡng nó đẹp. Và cam đùi cam hành trình. Đó. Con này máy đang để lổ các bạn nhá, máy đang để lổ đây, lổ êm ru luôn ạ. Khẳng định luôn các bác ngồi trong xe không nghe tiếng máy lổ luôn. Phải nói là con này máy lổ đại chất luôn. Nội thất đẹp này các bác này. Đó, nội thất hai màu, nhìn khá đẹp luôn. Một con xe còn chất lượng như này đây. Số động nhá, có cửa lóc này. Có cửa lóc đầy đủ luôn. Đó. Form dáng của dòng này em khẳng định luôn nhá, dưới 200 triệu mà được con xe nào mà số tự động mà lại form đẹp như con xe này đây thì khẳng định luôn là không có đối thủ nhá. Tại vì cái dòng xe này form của nó rất đẹp luôn ạ. Form cực kỳ đẹp luôn. Đằng sau lỉ nguyên bản này. Đó, đây là cái đằng sau nhá các nhá. Có tì để tay và để chai nước này. Có thể cho lên cho xuống này, được chưa? Rộng rãi này. Con này nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Có động cơ có 1.6 thôi. Nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này là khá hợp lý. Em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe ở đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh. Và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà em thường xuyên cập nhật nhá. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Lacetti nhá. Đó. Sản xuất năm 2010. Đăng ký lăn bánh năm 2011, số tự động. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Động cơ có 1.6 thôi. Đó, tiết kiệm nhiên liệu. Với mức giá em đưa ra chỉ có 186 triệu thôi. Các bác xem này, vô lăng tích hợp bàn phím này. Đó. Đẹp luôn. Con này vô lăng quá đẹp luôn này, không có bị hao mòn gì nhá. Tích hợp bàn phím này. Cửa số lóc này. Đó, rất là mượt mà luôn. Khẳng định luôn các nhá, con xe này sẽ bay nhanh. Tại vì là em đưa lên cái mức giá này quá hợp lý luôn. Con xe này mới về nhá các bác nhá. Rồi, em lên sóng luôn cho bác này. Đó, cam lùi led căng này. Màn hình này. Các bác này, cho độ sáng này. Ôi, cam lùi led căng luôn. Đó. Màn hình cảm ứng DVD này. Kết hợp luôn cam hành trình nhá. Đây, cam hành trình đây các bạn. Cam hành trình đây, để em vào cam hành trình cho bác xem này. Cam hành trình đây. Đấy, đằng trước này các bạn này. Hiện luôn. Con này chất lượng xe đẹp lắm các bạn ạ. Điều hòa auto rồi. Máy đang để lổ đây nhá, lổ êm ru luôn. Máy lổ êm ru luôn. Gương gập điện này. Con này nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Đó, động cơ có 1.6 thôi. Form dáng của dòng này thì khẳng định luôn. Nếu mà để mà dưới 200 triệu không có đối thủ nào mà đẹp như con xe này. Form của dòng này nó cực đẹp luôn. Tôn vỏ nó đi khá đầm luôn. Form dáng nó rất là to nên là đi rất đầm. Tem mác nguyên bản này. Nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Đây, em đóng cánh cửa vào cho bác xem form xe này. Các bác nhìn form con này thì các bác mê luôn. 186 triệu là bên em bao rút hồ sơ luôn cho bác nhá. Bao rút hồ sơ luôn cho bác. 186 triệu. Đăng kiểm còn khá dài này. Được chưa? Toàn bộ đây, phần gương độ lên mạng chrome lock rồi. Và toàn bộ kính đã dán phần phim cách nhiệt rồi, nên là ngồi trong xe không bị lắng hắt vào nhá. Độ lên vè mưa này. Đó. Toàn bộ đây độ lên bi cầu này, khá sáng đẹp này. Được chưa? Đây, em mời các bác em xem chiêm ngưỡng cái form dáng của dòng xe này. Form của dòng này thì khẳng định luôn nhá, không có đối thủ luôn nếu mà tầm tiền. Và cái dòng này đi cực đầm luôn ạ. Form nó đầm, đi nó đầm, nó êm. Số tự động nhá, Lacetti 2010. Đăng ký 2011, số tự động. Đó. Đằng sau, cảm biến đằng sau này. Các bác nhìn cảm biến ạ, đằng sau đây ạ, đầy đủ này. Và đây, chủ xe độ lên lipo đằng sau này. Các bác có thể tháo ra nhá, thoải mái nhá. Tháo ra tháo vào thoải mái. Và đây, độ lên cả phần logo treo led này. Cái phần logo này thì các bác có thể tháo ra nhá. Lắp chữ Lacetti vào cũng được, nó chỉ có vài trăm nghìn thôi. Các bác thích thì bên em mua cho các bác, em dán vào cho các bác nhá. Nó không ảnh hưởng gì đâu, vẫn đăng kiểm bình thường các bác nhá. Đó, đây là những cái phần này có thể bóc ra, dán chữ Lacetti vào thì đơn giản thôi.
Đây các bác, đây là thích độ lên cờ đuôi thôi. Đây đèn nguyên bản đây nhá, đèn zin nhá. Đó, đèn zin này. Nói chung là chủ xe độ lên mấy cái phần có nghĩa là đơn giản thôi. Khi các bác đăng kiểm, các bác sợ không đăng kiểm được thì các bác có thể tháo ra nhá. Thứ nhất là cái lẹp bô này có thể tháo ra này. Đó, và cái nữa đây, phần logo đây. Phần treo led này và phần logo này cũng có thể tháo ra lắp vào này. Nó cái mấy cái logo này chỉ có vài trăm nghìn thôi. Các bác thích thì em bao cho các bác mua cái phần cái đấy luôn cho các bác nhá. Các bác không phải lo lắng về vấn đề đó đâu. Đây người ta độ lên cho form nó đẹp. Đó. Mâm đúc rồi. Đó, khẳng định luôn nhá, 186 triệu là cái giá BM bao rút hồ sơ. Mà khẳng định luôn là con xe này là không đâm đụng, không gặp nước. Máy đang lổ đây, máy lổ im du, im đét luôn. Lacetti kiếm được máy chất không phải đơn giản đâu các nhá. Có Lacetti kiếm được máy chất không phải đơn giản đâu ạ, em khẳng định luôn. Tại vì cái dòng này các bác phải chọn cái con nào máy thật chất thì đi nó mới sướng. Đó, dòng này nó hay lổ máy, nó hay lọc cọc lên là như con xe ở đây. Máy lổ êm du luôn này. Máy lổ êm du luôn, hiếm gặp luôn ạ. Toàn bộ đây, phần đèn này sáng này, đẹp này. Máy đang lổ đây nhá, máy đang lổ đây ạ. Các bác nghe nào cũng êm ạ. Êm du luôn đúng không ạ, im đét luôn. Đó, im đét luôn ạ. Con này là đè lổ thông minh nhá. Đó, đè lổ thông minh luôn ạ. Phần cốp đằng sau đây, em mời bác xem cốp. Mở cái cốp đi. Đây các bác chờ em mở cái cốp cho bác xem. Ở đây các bác xem này. Keo chỉ nó zin nó đẹp như này kìa. Các bác nhìn cái keo chỉ nó thật, nó zin như này kìa. Đây này các bác nhìn keo chỉ này. Có tôn vỏ này, tôn vỏ zin này, màu zin của nó đây. Nó đẹp không ạ? Quay là phải quay chi tiết như này đúng không ạ? Để các bác xem và có thể chốt đơn được luôn trên điện thoại. Bên em thì bán toàn quốc luôn. Có bán ở trong Nam cũng rất là nhiều luôn các nhá, miền Trung, miền Tây, miền Nam. Đó. Các bác xem cái tôn vỏ này các bác thích này, zin này. Những cái phần này là zin nhá các bác nhá, chứ không phải là sơn lại đâu. Các bác nhìn cái phần sơn zin nó rất là thật này. Nó không có bị nhợt nhạt gì nhá. Đây là các bác nhìn này. Zin này. Tôn zin này. Đẹp luôn, tôn vỏ đẹp, không có mục mọt gì luôn. Gầm đấy. Gầm con này chất luôn, gầm con này. Các bác nhìn gầm đẹp không? Gầm sáng choay. Gầm cực đẹp luôn ạ. Phải nói gầm con này đẹp các bạn. Hiếm gặp luôn gầm đẹp như này. Đây em quay cho bác xem luôn này. Gầm này. Gầm không tí mục mọt nào nhá các nhá, gầm không tí mục mọt nào luôn. Địa chỉ em ở Yên Dũng Bắc Giang nhá. Gầm không tí mục mọt luôn. Dạ vâng, địa chỉ em ở Yên Dũng Bắc Giang. Đây là số điện thoại em nhá, 0926 836 656 đây. Đây là cửa hàng em nhá. Bên em là cửa hàng nên là bán xe đảm bảo uy tín luôn. Nói chung là bọn em bán xe thì cũng phải giữ uy tín cho bên em nhá. Đó, chứ không phải là những cái xe nào nhão nhão là bên em không có nhập đâu. Tại vì dòng Lacetti em khẳng định luôn các bác phải mua con xe làm máy chất như con xe này đây. Thì các bác đi cảm thấy nó mới sướng. Đây ạ, máy đây. Máy lổ im đét luôn. Mà bên em đưa cái giá ra cũng có phải là đắt đâu đúng không ạ, rất là rẻ rồi. Máy này, cái máy đang lổ đây. Điều hòa mát lạnh luôn. Lổ im đét. Êm du. Em cho điện thoại giáp đây luôn để cho bác nghe này. Hầu như chỉ nghe tiếng ồn ào bên ngoài thôi. Răng đầu zin này. Nói chung là máy con này thì không có gì để chê rồi. Đăng kiểm dài. Độ lên full đồ rồi. Con này độ lên full đồ rồi. Có trang bị gương kính chỉnh điện, túi khí, phanh ABS đầy đủ. Điều hòa tự động, chốt cửa tự động. Có xây ghế, lại còn số tự động, cửa lốc. Có nhập khẩu 1.6 mà lại có 186 triệu. Form dáng đẹp thì các bác bảo thì con xe nào nó lại rẻ như thế đúng không ạ? Như con xe ở đây các bác có thể chốt. Giá cũng rất là hợp lý rồi. Dạ vâng, một lượt em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn lại bác video lần sau. Thân ái chào. Tạm biệt các bác.